đến thì cái tinh thần cô bác mình, cô đồng quý vị hiện tại Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi vừa kính chào toàn thể quý vị thân mến, chào bà con xa gần, chào những người thân quen trên kênh Tụ Quê. Kính thưa quý vị thân mến, hôm nay thì vào ngày buổi sáng ngày mùng 10 tháng 80 thì Tụ Quê đã có mặt rất là sớm ở tại đại ruộng rồi. Kính thưa quý vị, thì được biết thì quý vị là vài ngày nữa thôi, tức là ngày 11-12, tức là ngày kỷ niệm ngày Đức Phật Thầy Dương Tịch, thì ở nơi vùng Bảy Núi Thất Sơn sẽ diễn ra chương trình lễ kỷ niệm rất là long trọng. Thế nên Tùng Quê tranh thủ hôm nay là mùng 10 nên Tùng Quê sẽ đến đây sớm hơn để xem bà con mình có những khâu chuẩn bị như thế nào. Đâu vậy? Nơi đây là nơi chạy ruộng vậy, bà con hôm nay mới dắt này là thấy cũng đông quá. Lời nói đầu tiên thì Tùng Quê kính chào toàn thể quý vị, kính chúc quý vị một ngày mới an lành, hạnh phúc, nhiều niềm vui trong cuộc sống và luôn được sự chở che của Đức Phật quay lên Đức Thầy, quay lên Đức Phật Thầy luôn nhau vậy. Thì Tùng Quê cũng chân thành cảm ơn quý vị đã bấm like hỗ trợ kênh Tùng Quê và đăng ký để mà đón xem kênh Tùng Quê. Ủa chào. Ủa sao hết vậy? Đâu mà không hẹn mà gặp bà. Rồi anh đi với ai? Đi gia đình nhà không hả? Gia đình đó hả? Gia đình đó. Em bà Nhi đi không? Không, em đi với người cháu à. Vậy hả? Dạ. Hôm nay mình tính đi sớm đặng mà cho ít người ta dễ đi. Đúng rồi. Để mai mốt là khó đi lắm. Nam mô Di Đà Phật. Dạ. Kính thưa quý vị, giờ đây thì Tùng Quê sẽ đi lần vòng bên trong thấy quý vị. Hiện tại mình thấy phía trước thì bà con cũng đông quá. Trường Minh Vương sinh ngày 15 tháng 10 năm Đinh Mão 1807, nhân ngày 14 tháng 11 năm 1807 dương lịch, tại làng Trầm Sơn, tỉnh Vĩnh Kinh, huyện Vĩnh An, phủ Định Viễn, trấn Vĩnh Thanh, nay là xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Thuở nhỏ, Đoàn Minh Nguyên sống sinh hoạt học hành ra sao, cha mẹ ông là ai, gia thế ông thế nào, không ai biết, không có tài liệu nào ghi chép. Lớn lên, Đoàn Minh Nguyên rời quê quán, có lẽ là đi tu hành. Hình bóng của ông đã bị vùi lấp trong ký ức của mọi người cùng thời nơi Nguyên Quán. Chỉ biết trong thân tộc ngài còn có hai người anh em chú bác là Đoàn Văn Điểu và Đoàn Văn Viên. Về sau, khi hai ông này mất, cũng không còn ai thấy hậu vệ của ngài đâu nữa. Qua sấm giảng truyền lại, năm 1844, ông đã xuất hiện tại Gò Công. Sau đó, ông dân du qua các xứ Mỏ Cày, Bến Tre, Cần Chông, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Rạch Giá và miền Phước Sơn. Như vậy, Phật Thầy tu du khắp cả Nam Kỳ lục tỉnh. Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Hầu, đầu năm Kỷ Dậu 1849, Phật Thầy Đoàn Minh Nguyên xuất hiện tại làng Tầm Sơn. Lúc bây giờ, tại làng Tầm Sơn cũng như nhiều vùng khác thuộc miền Hậu Giang, lúc đó đang có dịch bệnh rất nặng. Ông bèn ra tay trị bệnh, dập dịch cứu người. Từ Tầm Sơn, ông đến Trà Bư, Cái Nai, cách đình Tầm Sơn khoảng 10 km, nay thuộc ấp An Bình, xã Hội An, huyện Chợ Mới, rồi đến Xẻo Môn, nay thuộc xã Long Điền B, huyện Chợ Mới. Cuối cùng, ông dựng trại đơn sơ ở cốc ông Đạo Kiến, nay là Tây An Cổ Tự, thuộc xã Long Giang, huyện Chợ Mới. Tại cốc ông Đạo Kiến, vào mùa thu năm 1849, Phật Thầy vừa trị bệnh, dập dịch cứu người, vừa tuyên truyền dạy cho dân một cách tu mới. Đoàn Minh Nguyên giảng dạy cách tu hành cũng học Phật tu nhân, nhưng đơn giản quá nghi thức tu hành.
trí thờ một trần điều, tức là tấm vải đỏ, treo trước chánh điện, thể hiện tấm lòng từ bi bác ái, đoàn kết, yêu mến đồng bào, nhân loại. Không có chuông mỏ, không thờ tượng cúc Phật, không cần phải ăn chay xuống đốc. Người quy y được phát cho một lòng phái bằng giấy vàng có ấn truyện bốn chữ Bửu Sơn Kỳ Hương. Nhờ tài trị bệnh cứu người, lý thuyết về tu hành của Phật Thầy đơn giản, dưỡng dương học Phật tu nhân. Học Phật nghĩa là học tập rèn luyện theo trí tuệ giác ngộ, lòng từ bi hỷ xả và tùy duyên quá độ của Phật. Tu thân nghĩa là sửa mình để làm người tốt, người lương thiện. Người tu chỉ phải thực hành theo tứ ân: ân tổ tiên cha mẹ, ân quốc vương thủy tổ, ân tam bảo Phật Pháp Tăng, ân đồng bào nhân loại. Phù hợp với hoàn cảnh và tâm lý người nông dân Nam Bộ lúc bấy giờ, vốn ít học, cuộc sống ở vùng đất mới tuy có thoải mái, nhưng vừa trải qua loạn lạc chiến tranh với Sim La, lại xảy ra dịch bệnh, rất khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, có sự bế tắc trong đời sống tinh thần. Phật Thầy Đoàn Minh Nguyên đã được người dân An Giang tin tưởng theo về rất đông. Như vậy, Phật Thầy đã khai sáng một tôn giáo mới đầu tiên ở Nam Bộ, đạo Bửu Sơn Kỳ Hương. Đây là một tôn giáo nội sinh có giáo lý xuất phát từ văn hóa tín ngưỡng, phong tục tập quán bản địa Việt Nam. Ông được mọi người tôn vinh như một vị hoằng Phật, tức là Phật sống, và tôn xưng là Phật Thầy. Uy tín đạo đức của Phật Thầy lan rộng nhanh chóng, pháp môn tu hành của ông hướng dẫn tín đồ khác thường, chẳng bao lâu đã làm cho chính quyền huyện tỉnh nghi ngờ, sợ có ý đồ khởi loạn. Phật Thầy bị triệu tập về Châu Đốc, lúc này là cuối năm 1849. Sau khi điều tra thử thách, thấy không có lý do để giam giữ ông, chính quyền tỉnh An Giang chỉ định Phật Thầy cư trú và tu hành tại chùa Tây An ở núi Sa. Chùa Tây An là ngôi chùa được Tổng đốc An Hà Doãn Uyển xây dựng từ năm 1847 tại núi Sa, Châu Đốc, đang được thiền sư Hải Tịnh trụ trì theo thiền phái Lâm Tế đời thứ 37. Thiền sư Hải Tịnh tục danh là Nguyễn Văn Giác, sinh năm 1787, viên tịch năm 1875. Thiền sư cần được vua Minh Mạng mời ra trụ trì tại chùa Thiên Hội Quế và được phong là Tăng Càng. Tại chùa Tây An, Phật Thầy phải xuống cấp quy y theo thiền phái Lâm Tế, pháp danh là Pháp Tạng, đời thứ 38, đạo hiệu là Giác Linh. Có lẽ trước cuộc được thiền sư Hải Tịnh những tháng ngày ở chùa Tây An, Phật Thầy vẫn tiếp tục trị bệnh cho bá tánh, phổ truyền giáo pháp, thu nhận nhiều đệ tử tín đồ, mở rộng việc cấp lòng ái Bửu Sơn Kỳ Hương. Tuy chỉ là tu sĩ và ở chùa Tây An chỉ có gần 6 năm ngắn ngủi, nhưng Phật Thầy đã hoạt động tích cực phổ truyền giáo lý Bửu Sơn Kỳ Hương, khai quang, lập trại ruộng và nhiều hoạt động khác. Ông được người dân trong vùng tôn xưng là Phật Thầy Tây An. Phật Thầy Đoàn Minh Nguyên viên tịch ngày 12 tháng 8 năm Bính Thìn 1856, nhân ngày 10 tháng 9 năm 1856 dương lịch, tưởng dương 50 tuổi. Phần mộ của ông hiện nay nằm tại chùa Tây An, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc. Trong quá trình tu học, chắc chắn Phật Thầy đã học được y lý và khả năng sử dụng thuốc đông y. Do vậy, đầu năm 1849, khi ông về tới làng Tòng Sơn, thì dịch bệnh bùng phát dữ dội. Ông không đồng ý với chức việc làng về việc giết heo, gà để cúng tống gió. Đoàn Minh Huyên cho rằng đây là việc làm đầy mê tín dị đoan. Ông đã ra tay dập dịch, trị bệnh, cứu người. Theo truyền thuyết, ông chỉ sử dụng nước lã, tro nhang cho người bệnh uống và hoa tươi để cúng Phật. Thế là hết bệnh, dập được dịch. Trận dịch đầu năm 1849 là trận dịch lớn, làm chết hàng chục ngàn người dân. Nhờ trị được bệnh, ngăn chặn được dịch, Phật Thầy được dân chúng tín nhiệm, tin tưởng,
Đó chính là cơ hội để Phật Thầy phổ truyền giáo lý mới, cách tu mới, tôn giáo mới và được dân chúng nghe theo. Song quan trọng hơn là giáo lý đạo Bổ Sơn Kỳ Hương, Sĩ Dương, học Phật tu nhân, đề cao thực hành tứ ân, đơn giản quá nghi thức thờ tự, không xuống tóc, cạo râu, có thể cưới vợ, có con, phù hợp với đặc điểm tâm lý, hoàn cảnh sống của lưu dân khai quan mở cõi ở vùng đất mới. Có thể nói Phật Thầy Đoàn Minh Huyền là một thầy thuốc đông y rất giỏi và có tài trị bệnh, dập dịch cứu người. Chính vì thuốc giỏi đã hỗ trợ cho ông rất lớn đến việc thu phục nhân tâm, phổ truyền giáo lý đạo Bổ Sơn Kỳ Hương phát triển và tồn tại đến hôm nay. Ngoài vai trò một tu sĩ có tài trị bệnh, Phật Thầy còn là một người yêu nước, một nhà dinh điền có công lớn trong công cuộc vận động hướng dẫn nhân dân khai quang lập ấp. Từ cuối năm 1851, Phật Thầy Đoàn Minh Huyền đã cử một số đệ tử hướng dẫn từng nhóm tín đồ đi nhiều hướng đến nhiều vùng đất xa xôi hẻo lánh để khẩn quan lập trại ruộng. Đây là việc làm đầy ý nghĩa nhân văn, dị nhân sinh. Ông muốn tạo điều kiện cho tín đồ là những nông dân nghèo khẩn quan để có ruộng cày, có cuộc sống khá hơn. Tín đồ vừa học Phật tu nhân, vừa lao động sản xuất tự túc lương thực, không phải nhờ vào người khác. Đoàn thứ nhất tiến vào Thất Sơn, chọn địa điểm tay phá dưới chân núi Két. Đoàn này chia làm hai nhóm nhỏ, một nhóm do cụ Bùi Văn Thân, tức tăng chủ Bùi Thiền Sư, hướng dẫn. Nhóm còn lại được chỉ đạo bởi cụ Bùi Văn Tây, tức Đình Tây. Tại đây, đoàn đã khai phá và thành lập được các trại ruộng Hưng Thới và Xuân Sơn, hình thành làng Hưng Thới và làng Xuân Sơn, nay là phường Thới Sơn, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang, xây dựng đình Thới Sơn. Sau này, hai trại ruộng được tín đồ tu bổ thành hai ngôi chùa, chùa Phước Điền và chùa Thới Sơn, còn gọi là chùa Lâm Dồ hay chùa Phật. Tiếng là chùa, nhưng thờ thần đều, không thờ cốt Phật, không chuông mõ. Đoàn thứ hai đặt dưới sự chỉ huy của quản cơ Trần Văn Thành, đức cố quản, đến Láng Linh, nơi tiếp giáp với rừng Bãi Thừa, được xem là vùng nơi địa. Mùa nước thì mênh mông như biển, mùa khô hạn hán thì đất nước chân chim, là nơi thanh tịnh cho những người thích ẩn cư. Tại đây, đoàn đã khai phá được một diện tích khá lớn, thành lập trại ruộng mang tên Bủ Hương Cát, nay là xã Thanh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Đoàn thứ ba do ông Đặng Văn Ngoạn, đạo Ngoạn, chỉ huy khai quang vùng Đồng Tháp 10 ở khu vực rạch Trà Bông, sông Cần Lố, rạch Ân Bường. Kính thưa quý vị thân mến, vừa qua Tùng Quê cũng duy trì lại nơi máy phát thanh nói về tiểu sử của Đức Phật Thầy Hàng, rất là hay quý vị. Thì mong quý vị theo dõi đó mà mình có thể tìm hiểu quý vị và trong sách thêm. Hiện giờ thì Tùng Quê tranh thủ hiện tại mình đang ở trước Phước Điền, đó là nơi một cái đền, nơi đây thì thường thường gọi là chạy ruộng đó vị. Hiện tại thì bà con mình đánh trúng cũng rất là đông luôn, môi rồi mình. Vậy là anh có chưa ghé Thái Sơn không? Chưa, là mới là ở dưới lên là ghé đây trước còn mới qua Thái Sơn. Ừ, đúng rồi. Mới vòng vòng từ từ ra ngoài rồi về. Dạ. Thưa quý vị, hiện tại ở phía trước thì bà con mình đang làm lễ cúng không vậy? Có những chằng hoa cũng rất là đẹp quý vị. Kính thưa quý vị, thì theo lời xưa kể lại thì nơi chùa Phước Điền ngày xưa nơi đây cũng là một cái đồng quan, héo nhiệt. Sau khi mà Đức Phật Thầy Tây An đã lập thành mối đạo đó là đạo Bổ Sơn Kỳ Hương,
thì sau khi lập đạo và thâu tín đồ thì ngài có mở thêm một cái chạy ruộng để mà trồng lúa như vậy, hay là ở đây ngày xưa nó cũng là quan du. Nhưng mà đặc biệt thì khi tới đây thì Đức Phật Thầy mới làm ruộng rồi cày xới rồi để mà trồng lúa gì, trồng lúa để mà nuôi bổn đạo đó vậy. Thì nơi đây thì đặc biệt là có một ông trâu sấm và trâu xét, có hai ông trâu. Thì ông trâu này thì hàng ngày là quậy phá ở vùng này cũng khá là nhiều quý vị, bởi vì hai ông rất là hung dữ. Không gì, hai ông trâu lớn mà phải nói là hai ông rất là hung dữ vậy. Thì trong lúc đó khi về đây thì Đức Phật Thầy nghe nói là nơi đây bà con nói là có hai ông trâu quậy phá ruộng quan rồi trồng những cái vùng tốt thì đó là bị trâu phá hoài. Thì thầy Phật Thầy Tây An mới biết được, và có một hôm thì Đức Phật Thầy mới thu phục về cái gì, thì thu phục, và cuối cùng lại đó thì hai ông trâu này đã nghe lời Đức Phật Thầy, và từ đó thì hai ông trâu này đã đi cài xới cho Đức Phật Thầy cài đất, xới đất không vậy. Rất là đặc biệt. Khi mà bình thường thì hai ông đi đâu đi không biết, mà tới chừng cần thiết thì Đức Phật Thầy kêu một cái là hai ông sẽ chạy về, đặt tên cho hai ông đó là Trâu Sấm và Trâu Xét không vậy. Chạy về thì đi xới cùng Đức Phật Thầy, và khi xong thì các ông đi kiếm ăn không vậy. Thì từ đó là hai ông không có quậy phá nữa, mà giúp cho Đức Phật Thầy để mà cài ruộng, làm ruộng hay gì. Thì để tụi quay sẽ vào trong giới thiệu giống gì thấy có hình vẽ ở trên vách. Hôm nay thì mới mùng 10 thôi mà bà con mình cũng đông quá vậy. Nếu ngày 11, 12 là đông nữa rồi, giờ mới thì bắt đầu đông rồi. Đến nơi chánh điện rồi, nơi này tâm quá quy, tâm giáo quy nguyên, ngũ chi hiệp nhất cái gì. Ở đây là nơi chánh điện cái gì. Bông hoa hôm nay rất là đẹp, bà con cũng còn đông luôn. Đem đường dầu tới để mà hỗ trợ chùa gì. Thì hôm nay tới ngày mùng 10 bữa nay, 11 ngày mới, 12 ngày mốt thì quý vị rất là đông, nên nơi chùa sẽ nấu cơm đãi không vậy. Nam mô Di Đà Phật. Đây là hình tượng có hai cái ông trâu này không vậy. Đây. Không biết là ông này là ông gì, nhưng mà thật sự ra hai ông mà tên là một ông là Trâu Sấm và Trâu Xét không vậy. Cũng là trâu này phải nói là cũng được thằng à. Bữa nay khách đông, mới bữa nay mà đông rồi, mời là bả ta. Ngày qua đông không anh? Đông. Hôm qua cũng đông hả? Đây là ngôi thờ Đức Phật Thầy của vậy. Dạ dạ.
Chú ơi, mà hôm nay bà con đông như vậy là được mấy ngày rồi? Mới có qua hôm nay. Qua hôm nay thôi ha. Là ngày hôm qua mùng 9, bên đây mùng 10. Những ngày trước đó thì ít. Ít. Dạ. Như vậy là trong chùa mình hiện tại ở phía sau có đẩy cơm chưa chú ha? Có, qua đây cơm. Bắt đầu đẩy cơm rồi ha. Dạ. Dạ, cảm ơn chú nhiều. Chú ở đâu lận hay là chú người ở đây? Ở chùa Đức Cố chứ. Đức Cố lên đây tiếp dùng những ngày lễ. Dạ. Dạ, chùa Đức Cố. Đức Cố Quảng. Dạ, Đức Cố Quảng. Chùa ở chùa. Hả? À, chỗ San Tre là chùa. Dạ. Dạ. Chú đang ở gần đó đó ha. Dạ dạ. Dạ, cảm ơn chú nhiều. Dạ, thấy hôm nay đông quá. Dạ. Mình xin phép mình đi ra trước đây là con thờ của Đức Phật Thầy Ta con gì ơi, hôm qua rất là đầy đủ luôn. Xin mời quý vị đảnh lễ Đức Phật Thầy Ta. Từ xong môi là Phật. Nơi đây thì cũng có ngôi thờ của Bắc Hồ. Xin mời quý vị kính lễ. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin mời quý vị kính lễ nơi cung quyền. Mình thì cũng quá đông luôn. À, quý vị theo cũng biết thì tất cả các vị mà người của Phật giáo Hoàn Hảo đều tôn kính Đức Phật Thầy và Quan Thân Đẳng Đại Thăng. Các ngôi thờ tại vùng đất Sơn này thì nhất là Chạy Ruộng và Thủy Sơn. Bởi vì các vị tín đồ cũng biết rằng Đức Phật Thầy là tiền thân của Đức Thầy hiện tại giống vậy. Đức Phật Thầy ra đời cứu độ chúng sanh đã nhiều lần giống vậy. Nhưng mà lần cuối cùng là Đức Huynh Giáo Chủ cách thờ phượng trước kia thì nó Đức Phật Thầy thì cũng có rất nhiều ngôi thờ như vậy ở trong chùa. Nam Mô A Di Đà Phật. Đây nè quý vị, có những cái ngôi thờ mình thì bằng ba tánh. Ba tánh thì mình biết rồi. Ba tánh thì tượng trưng cho đồng bào và nhân loại đã trang trí. Quen không?
mà ở dưới ban trị sự mình. Ban trị sự nào? Ở trị sự Tân Hòa mình á. Tân Hòa sao? Số nhẹ nè. Dạ không nhớ. Ở đây tới tổ Liên nấu rồi. Dạ dạ. Dạ dạ. Chị đi đông không? Không có, mình lên tôi ba nó hả? Ồ vậy hả? Dạ dạ. Ở chào chị. Kính thưa quý vị, đây là bàn tả ban liệt gì? Tả ban, hủ ban hay gì? Bà con rất là đông luôn. Thầy thường quay sẽ tự lên chút công việc. Đúng giá. Sẽ đi vòng vòng theo cái gì ha. Bà con đang thúc. Mình được biết thì vừa rồi các chú mình nói là ngày mùng 9 thì cũng có người ta đông nhưng mà không bằng bữa nay. Thì mùng 8 thì chưa có người ta, chưa bà con chưa đi, thấy không vậy? Thì là ngày mai bắt đầu đông dữ lắm bây giờ. Hôm nay Tùng Quê tranh thủ đi vào ngày này thì cũng rất là hay. Kính thưa quý vị, hiện tại thì Tùng Quê sẽ đi một vòng ha quý vị. Phía trước thì thường đền thờ chùa thường có những cái miễu phía trước cái gì giống như là những quý vị hộ pháp vậy. Tôi thấy thì nơi nào cũng không có như vậy. Cái cách thờ này là ngày xưa Đức Phật Thầy Trang đặt ra không vậy? Cùng với đó, giáo dục nhắc nhở truyền thống lịch sử tinh thần yêu nước cho thế hệ hôm nay và mai sau, cùng nhau ra sức xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp. Giờ đây thì Tùng Quê sẽ đi lần vòng vòng một chút thôi vậy ha. Bà con mình thường gửi xe ở đây thì đậu xe được, có vậy vô ra xe thì giờ cũng được bình thường. Lên xe vô tới chùa luôn. Thưa quý vị, nơi đây là nơi tạm nghỉ nha quý vị. Đây là cái nơi đầu tiên chúng tôi thấy là nơi đây đãi bánh mì. Dạ chào. Chị đãi bánh mì ở gì? Hả chị rồng mình ở dưới lên ở gì? Có mì cá. Dạ hả? Thầy đi cá. Dạ. Cái đoàn mình ở đâu rồi đãi? Ở chợ mới ra sáu. Dạ chùa cây sáu hả? Chùa ra cây sáu. Chợ mới. Cây sáu phải xài Long Xuyên. Tổng hợp nhiều chỗ. Vậy là bắt đầu mở hàng. Đây là chắc là trễ rồi ha. Mở hàng ổ. Đây. Ra một ổ. Hai ổ.
Thôi gõ một được rồi. Rồi để nước tương vô không? Hỏi hả? Rồi, để muối tiêu rồi. Giờ muối tiêu hả? Hỏi bọc coi chị ơi. Dịch đi. Dạ. Rồi ăn tới đâu mình cầm ăn dạ. Tới đó. À cái đó quý vị vừa qua Tùng Quê tạm ghé ngừng lại mình dùng bánh mì thử cũng rất là ngon. Ngon quá quý vị. Nên Tùng Quê đã ăn cũng hai ổ luôn, quá no rồi. Bây giờ bắt đầu làm việc tiếp tục. Hiện tại nơi đây là nơi cho bà con mình tối nghỉ nha quý vị. Tối nghỉ ở đây. Còn bây giờ mình đi vô bếp luôn quý vị. Còn bây giờ là lâu quá mình không có tới chợ nơi đây, thường thật ra mình không biết tình hình như thế nào, hiện tại quá rộng luôn quý vị. Hôm nay bà con không biết có tải luôn rồi. Bây giờ có chỗ có nước rồi, bây giờ mình uống nước luôn. Ô, lên đây tiếp hả gì? Trên đây ấy ra mà vòng vòng tiếp nè. Vậy hả? Ồ, ở đây đẩy nước rồi nè. Nước này à... Cho một ly hộp é. Hộp é. Ly hộp é. Ồ, cái này cho. Cảm ơn luôn. Cảm ơn luôn. Ú dạ, em ơi. Một phạt. Ồ. Bắt độ túng xanh. Nó lặn vô tới trong này luôn rồi. Đó, bữa mùng 9. Con mình để đại nước cho người này gì đây. Cái gì nữa? Cầm đó rồi không? Cứ cầm đó. Cầm đó không? Rồi cầm. Cầm đá đây. Dưới gì? Cầm cái gì? Uống chị. Chú tổ nước coi chú ở đâu ạ? Dạ, Bình Minh. Bình Minh Vĩnh Long. Bình Minh Vĩnh Long. Dạ. Lên tới đây luôn. Dạ. Lên vô ngày hôm qua. Qua hả? Dạ. Bắt đầu đẩy xuống tới 3 ngày luôn. Dạ. Tới ngày mai luôn, mùng 12 luôn. Tới 12 luôn. Quá êm luôn. À, nước sâm. Dạ, sâm nữa là vậy. Cái này trà đường. Trà đường, hộp é. Hộp é, hộp é cam, nước cam, cà phê. Ô, cà phê sữa đá luôn. Ghê hả? À. Đủ bộ mà. Đủ bộ luôn. Quá êm. Không làm gì cầm đi. Cổng đó. Đó đây nè. Học bé để đứt đá đứt thôi. Đứt đá đứt rồi, có gì có dư ổ. Em biết. Cho xin đi ly xăm cái gì? Xăm mà cái ly kia kìa. Ly kia phải không? Cái ly mà mình kia xin ly á. Dạ dạ dạ. Thích nhiều à. Thích nhiều à. Không phải đi điện. Cái đồ thì khu vực đãi rất là rộng luôn vậy. Mình cũng đi một vòng xem. Đây là dạ chào. A Di Đà Phật chào cả nhà. A Di Đà Phật. Đây là đội đồng đạo Phật giáo Hòa Hảo ở dưới Bình Minh Vĩnh Long đến đây nấu cơm. Vậy hả? Dạ. Nấu cơm đãi luôn. Nấu cơm trước là lễ Phật thầy Tây An. Sao đãi cho đồng đạo các nơi đến đây để dùng có cơm chay. Vậy là tới ngày mới bắt đầu phải nấu đồ món. Dạ. Đúng rồi, để cúng. Cúng. A Di Đà Phật. Dạ. Về đây dĩa đây Nam Mô Phật. Rồi A Di Đà Phật cả. Vậy là khu vực của chị là ở vùng này hả? Mình đi lâu, nhưng mà mình ở chỗ này đúng không? Dạ, ở chỗ đó đó. Bình Minh Vĩnh Long. Bình Minh Vĩnh Long hay gì đó. Quá tình thật quá. Nhiều lần chứ đâu ít đâu. Cái trăm người hả? Ừ. Ồ, dữ dội ha. À, không phải nấu ở đây đâu. Mỗi ngày ở nhà đều nấu cho công chắc bệnh viện mình Cần Thơ. Ồ, dạ. Mỗi ngày mỗi nấu. À, dạ. Hay gì đó Phật. Quá êm luôn, mà nói câu mình quá êm luôn. Mình là đang làm theo lời của thầy, mình là bốn người là quan trọng. Dạ. Lo cho người ăn. Dạ. Hay gì đó Phật. Lo ăn lo bệnh luôn. Cho cả đói mới nhập. Rồi đúng rồi. Rồi chúc các cô, các chị, các anh mình khỏe để làm tiếp tục. Nam Mô Phật, cả nhà mình nếu thấy clip này mà chưa được đi đến đây, cả nhà Quan Năm cố gắng phải đi đến đây đi, tìm nơi tìm gốc của thầy. Đâu tới Quan Năm.
năm đâu, ngày mơi phải đi rồi. Không có mà ngày mơi tranh thủ đi mà năm năm tới. Dạ, tối nay là cho tôi rồi. Rồi A Di Đà Phật. Dạ, nhớ tôi Tùng Quê. Rồi Nam Mô Phật Tùng Quê phải không? Dạ, Tùng Quê. Dạ. Có bánh tét luôn. Ngồi đi. Nó chắc thì cũng không được. Quá nặng luôn cái gì vậy? Ở đây cũng nãy nữa nè. Dạ chào. Ngon quá, nhìn thấy mất thấy thèm luôn nghe. 4 món 5 món. Các chị ở đâu là? À, Long Khánh Hồng Ngự. Có nghĩa mình vô mình tham gia mình tiếp em. Ủa quen thấy vậy? Dạ quen hai. Trời ơi. Còn Tuấn An lạ quen nữa. Có nghĩa mình tới đây mình tiếp cái gì ạ? Ừ, chứ mình không có đứng nấu ha. Rồi. Mấy bữa nay bà con đông quá. Rồi chúc mạnh khỏe nha. Chỗ này rải bông riêu quá nhiều vậy, quá sức rồi, đủ thứ món hết trơn. Bánh xèo luôn ta ơi, có bánh xèo luôn. À thì quý vị giờ này thì chỉ khoảng 9 giờ ngoài thôi, cũng chưa có chưa lắm, gần 10 giờ hả, 20 phút tới 10 giờ thì bà con mình cũng ăn cơm đông đông ở tại chạy ruộng nha quý vị. Rồi hiện tại thì Tùng Quê sẽ cập nhật tiếp tục chương trình gói bánh tét. Gói nghe nói là gói từ ngày hôm qua rồi, bữa nay gói tiếp tục. Gói bánh tét đám giỗ ngày kỷ niệm Đức Phật Thầy Tang Viên Tịch. Quay quên quay đi. Đang quay. Dạ. Yeah. Ủa nghe nói rồi, rồi gói bánh tét hơn hôm qua rồi bữa nay tiếp tục có nữa. Tổng cộng bao nhiêu đoạn? Mười tám bao, 16 bao, 12 là 18 bao. Vậy hả? Biết nhiêu đoạn nói rồi hả? Quá sức luôn rồi nè. Ăn gì từ sáng giờ ăn đâu mà trời đi. Đồ cháo. Út. Mày. Giờ tới đây vậy nữa. Coi như ăn ăn nhiều hơn làm hả? Ăn nhiều hơn làm mỗi ngày thôi. Bánh xèo, bánh xèo, bánh bao. Nghe cho chịu gì đó. Đó cao. Cơm. Dạ. Có giữ người ăn không? Ăn không? Có nước cam tới nơi luôn nè. Ủa? À, thưa quý vị, các vị ở Bình Thành Đông, Bình Đông trở về đây để làm tiếp luôn nha. Đi rồi nào, mới đi sáng hả? Ở đây luôn đi mơ mà. Vậy hả? Con mà giỏi dữ hả? À, cái đồ quý vị thân mến, thì với tinh thần cô bác mình, đây là các cô mình đang gói bánh tiếp tục. Thì không có nhiều lắm như ở Phủ Thờ Ông Ba, nhưng mà
cũng rất là khá không gì, thì cũng sẵn sàng chuẩn bị để mà đãi cho bà con vào những ngày sắp tới, là ngày hôm nay thì 10 rồi, 11, 12, 2 ngày để đãi cho bà con mà đi đến đây đãi trực tiếp bánh tét. Bây giờ thì Tùng Quê sẽ đi lợi lần nơi chỗ nấu bánh tét cái gì này. Hiện tại chúng tôi thấy những đòn bánh tét đã đem ra đây, và các anh mình đang chậm chào anh. Dạ. Anh đang nấu bánh tét hả vậy? Dạ, chậm nấu. Hiện tại nấu mấy lò? Ba lò hả? Ba lò bánh tét hả? Ba nồi hả? Hấp hoài tới. Ủa bữa nay cơm hay gì? Sôi. Sôi nó sôi sẵn ăn. Sôi sẵn đặng luôn. Đặng để vô. Ủa cái này chín chưa chín hả? Chưa, cái nồi chưa này đem ra giờ không có nồi hết. Là sao? Nó kẹt ba nó mới nồi sôi nè. Ủa có sôi nữa hả? Sôi rồi mới có hấp. Ừ. Vậy là nấu sôi thì tưởng đâu nước sôi chứ là nấu sôi. Cái này mới qua thì mới kém nè. Thì cũng nhiều lắm rồi nha, bánh tét là mình nấu xong mình để đâu? Đó, kho đó. Kho đó là hả? Bánh tét nhìn thấy cái đòn ngon quá không vậy? Còn các chị này chắc làm nhân cái gì đây? Hay là hoặc giả đi lễ các cuộc lễ mà dùng bảy núi đâu gì, nói chung như gì là tất cả đều là ăn miễn phí á. Dạ chào chị. Dạ. Có chị nữa hả? Chị làm quả đó vậy? Chị đãi cháu. Dạ chị ở đâu làm? Ở Phú Bình. Hả? Ở Phú Bình. Phú Bình hả? Hả? Ủa có gặp anh này hả? Ở Phú Bình đó, gần nhà có anh Hưng quê, nhiều bé Hưng gì đó. Quê Duy Tự hả? Dạ. Dạ. Ở gần nhà có ông Tùng Quê đó hả? Tùng Quê gì, nơi đây là nơi chiên bánh xèo. Từ ra là nơi đây chiên bánh xèo ra các lò bánh xèo rất là nhiều luôn vậy. 30 cái lò. Thưa quý vị, hiện tại đãi bánh xèo rất là ngon. Chảo mới quý vị, chảo rất là mới luôn. Mấy người thợ rất là chuyên nghiệp luôn. Ở đây thì hình như là bà con mình cứ việc ăn thoải mái, không cần chờ đợi. Kêu ra lên cho đổi nha. Không cần chờ đợi lâu quý vị. Mặt ra ngày mãi, đổi chưa? Đổi chưa? Qua đó gọi đi bà con. Cái vấn đề này cũng làm đó quý vị. Đây là bộ phận, này là bộ phận làm nhân. Cái gì? Cái tô mình lặt rau. Ồ, rau lặt xong rửa sạch để trên đây rồi cái gì vậy? Chúng này sao giống là làm trưởng tổ quá. Trưởng đoàn bánh xèo. Trưởng đoàn luôn. Chú ở đâu là tổ mình ở đâu? Kinh Sáng Nhìn Tre, Kinh Bảy á. Kinh Sáng Nhìn Tre, Kinh Bảy. Rồi, biết. Gần Chùa Láng. Gần Chùa Láng. Hôm nay tới đây đăng ký là đãi bánh xèo. Đúng rồi. Coi như là mình đem tất cả chi dụng cụ đồ tới đây rồi đầy đủ luôn. Chi phí luôn. Ví dụ bây giờ chiên là ai hùng vô nhiêu hùng, 50, 100, 200, 500 tùy. Ừ. Không hùng là mình lãnh hết. Không hùng thì mình trong đoàn chia nhau. Chia nhau ha. Rồi mình làm đây là tới tới 12 luôn. Tới bữa 12. Dạ. Dạ. 11, 12 chiên buổi sáng nữa. Theo em nghĩ là phải có người đi tìm rau đặng ngày mời.
phải không? Có cái bộ phận đó riêng. Dữ lắm rồi, rau này cũng bạn sử dụng luôn hết. Đúng rồi. Sử dụng tới ngày mai luôn. Chẳng được. Được. Dạ. Không hốt bên đi, ta chạy bàn mà hốt đi. Rồi hiện tại giờ bà con mình hiện tại đang chiên vậy là đẩy cũng đủ ha. Dạ, không dạ. Thiếu ha. Không thiếu. Dạ được. Dạ. Dạ. Chúc anh em mình mạnh khỏe ha. Dạ. Sao mà thấy hình như bộ mới thích thành lập cái gì thấy đồ mới quá. Cũng như hôm nay là mình xài cái bếp ga nhỏ vô chai ga nghe kịp không? Dạ đúng rồi. Vô ga. Vô chai ga. Rồi bây giờ mình mới đổi ra cái vàng này. Mình chế lại. Chế lại là 15 bếp xài cái bình đó. Bếp. Mỗi người như chiên 15 bếp đó. 15 bếp là một cái bình. Cái thở vô ga nó nguy hiểm không? Đúng rồi, vì là thấy là như nó an toàn hơn ha. Đủ hết cái này là hết tạm rồi anh chị đó. Ồ, vậy đó hả? Cái này lò này là như nó cũng hơi chiên hả vậy? Hả? Nó chiên cho lắm hả vậy à? Cái lò này là thấy lạ. Kiểu mới giờ đó hả? Kiểu mới. 300 ngàn thải. 300? Ồ. Vậy là chảo thấy cũng mới thôi nè. Mới hết luôn toàn bộ mà. Dạ. Là 120 bếp, 120 cái chảo. Cho bảo đây giờ thấy là hỏi cái thùng đồ đựng đồ đó đó nè. Dạ. Dạ, để giao đồ đó có hết 85 triệu. Có nghĩa là phải chuẩn bị cho nó đủ bộ phận. Đúng rồi. Chất lượng. Sao mà. Dạ, đủ muỗng tô dĩa. Dạ. Đi đây là không có đem. Tô dĩa phải đem. Ở đây có. Có, trong chùa ta có sẵn. Dạ. Đi gạch giá phải đem. Ở gạch giá là mình chiên ở ngoài chứ không có vô trong chùa được. Đúng rồi. Chiên ở ngoài. Vậy là chuẩn bị rồi thì xong rồi bắt đầu vô cái giống đó hả? Đúng rồi. Bữa 25 là đi xuống gạch giá chiên. Liên tục. À nói chung quý vị các chú mình hết sức tìm rồi quý vị. À, bánh xèo mình nó cũng quan trọng cái da lắm nha. Đúng rồi, cái da thêm là phải ngon mới được à. Ăn thử chưa? Chưa. Thử cái nha. Hả? Thôi. Thôi. Cái đi không. Ở đây sao ngồi ăn được? À, ông anh mình đang giới thiệu cái da của bánh xèo như thế nào. Bây giờ tụi quê sẽ ăn thử vô cái gì? Rồi. Các quý vị thân mến, như vậy là khu vực mà để chứa những cái thực, những củ rau quả đó mình quá thứ nhiều luôn nè quý vị. Thì số lượng củ quả này cũng khá nhiều để dành nặng mà lãi giống gì đây thì mình tập trung vô một chỗ một chứ không có những cái chậm cơm khác hết vậy. Nên tất cả đều tập trung vô đây hết. Các chị mình đang một cái muốn. Chỗ này thì đang làm gì đây? Cái này giống như là cái chỗ rửa hay gì ha. Làm cam, đãi. Ô, dạ. Cô mình đang cào ngọt luôn. Lâu lắm rồi mình mới trở lại chạy ruộng kỹ chút gì. Trước giờ mình cũng đi mà đi xương qua thôi chứ không có kỹ lắm. À, cái đồ thân mến, nơi đây thì cũng là cái khu vực như là đoàn Vĩnh Long. Nơi đây các vị nấu cơm đãi không vậy? Ở khu vực này. Chiên tàu hủ luôn. Chiên tàu hủ thấy ngon quá. Đây là cái tổ nấu ở Vĩnh Long phải không cho chị? Dạ không, tổ nấu này ở Long Khánh đó chú. Long Khánh hả? Tổ nấu này của chú này bán. Đi ra ở tay đầu quốc này. Dạ đúng. À.
Cái đó quý vị thân mến, mùi lưỡi thì hiện tại tụi quê nãy giờ mình cập nhật cũng vòng vòng cũng khá rồi. Gì giờ đây thì tụi quê xin phép sẽ kết thúc phim nhé, mình cập nhật một chút nữa rồi kết thúc phim. Thấy bà con mình cũng đông quá. Thưa quý vị thân mến, giờ đây thì Tùng Quê từ sáng tới nay đã tranh thủ cập nhật ở tại chạy ruộng Phước Điền Tử. Thì nơi đây là nơi cũng di tích lịch sử, nơi mà Đức Phật Thầy Trang đã làm ruộng nơi đây ngày xưa. Thì nơi đây thì quý vị biết là chỗ nào mà Phật mà tới đó thì tất nhiên có chùa. Thế quý vị, bây giờ thì nơi đây cũng có một ngôi chùa. Bà con mình cũng đến đây lễ bái rồi thăm viếng. Đặc biệt thì hôm nay là ngày 10 tháng 8 2024, tức là ngày mai và ngày mốt là tức là chánh lễ dỗ, chánh kỷ niệm ngày mà Đức Phật Thầy viên tịch. Đức Phật Thầy là giáo chủ của đạo Bủ Sơn Kỳ Hương, các vị, cũng là tiền thân của Đức Thầy Đức Quỳnh Giáo Chủ, các vị. Nên tất cả bà con mình, đạo Phật Giáo Hoàn Hảo, đạo Bủ Sơn Kỳ Hương, tất cả mọi người cũng đều quan lâm trở về đây để mà quan lâm trở về đây để mà dự buổi lễ, các quý vị. Kính thưa quý vị, và giờ đây thì Tùng Quê xin tạm dừng phim. Xin hẹn quý vị bộ phim tiếp theo, và bộ phim tiếp theo là bộ phim ở tại chùa Thế Sơn, các quý vị. Tùng Quê sẽ tranh thủ cập nhật ngày mùng 10 luôn, quý vị đón xem. Giờ đây thì Tùng Quê xin tạm dừng phim. Kính chúc quý vị xa gần một ngày luôn được mạnh khỏe, bình an, luôn được sự chở che của Đức Phật, quay lên Đức Thầy, quay lên Đức Phật Thầy, quý vị. Và cũng mong rằng toàn thể quý vị cố gắng thành tâm niệm Phật, và nhớ là quý vị hãy cố gắng trau sửa thân tâm mình bằng những phương cách. Đặc biệt thì chỉ có ba phương pháp có thể là quý vị nhớ là quý vị làm ha. Ba cách đó là làm hết các việc từ thiện, tránh tất cả điều độc ác, mà quyết sửa tấm lòng cho trong sạch, đúng không vậy? Chỉ có ba cách này mà quý vị nhớ ha. Các điều thiện mình làm hết, những điều lành thì thiện làm hết, đúng không vậy? Những điều độc ác thì chúng ta đừng làm. Nếu mà quý vị hãy dựa vào 10 điều ác của Đức Thầy dạy, đúng không vậy? Tập thiện nghiệp thì quý vị khi mà trừ 10 điều ác thì quý vị sẽ được bình an, hạnh phúc, gieo những hạnh lành thì tương lai mình sẽ được nhiều cái phước đức, công đức. Mong rằng, và tiếp theo là quý vị hãy sửa tâm lành như miếng qua thơm. Cái tâm mình hồi trước giờ mình không biết tu thì cái tâm mình suy nghĩ nhiều việc lắm quý vị, nên bây giờ chúng ta biết rồi hãy trau sửa lại. Nhiều khi mình suy tính rồi mình tính chuyện là không đâu, hay hoặc giả những điều tà dại hắn vậy. Bây giờ mình thanh lọc lại, giữ tâm lành những miếng quan thơm bằng phương pháp niệm Phật. Bây giờ bằng phương pháp niệm Phật thì chúng tôi tin chắc rằng thì tương lai quý vị sẽ được thành công và sẽ được hạnh phúc. Giờ đây Tùng Quê xin chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.